Xin chào thầy và các bạn. Video này là bài tập số 4 của bộ môn vi xử lý với đề bài là điều khiển hai lớp giai đoạn bằng cái nút nhấn đếm số. Về phần đầu tiên mình xin vào phần vẽ mặt nguyên lý sơ đồ kết nối. Ở đây mình dùng con bích một số F887 làm công việc điều khiển chính để điều khiển hai con led giai đoạn. Về việc cấp nguồn cho con vi điều khiển thì chân số 12 và chân số 11 và chân số 32. Mình sẽ nối lên nguồn 5V, còn chân số 12 và chân số 31 mình sẽ nối xuống nguồn âm GND. Về chân reset master clear thì mình sẽ nối với một con điện trở kéo lên, nối với nguồn dương 5V và thông qua một con nút nhấn để reset khi cần thiết. Thông qua đó còn có một con tụ 10 microfarad. Ở đây về phần dao động làm tần số dao động cho con vi điều khiển thì mình dùng con thực anh với tần số dao động là 20 MHz được nối với hai con đủ 27 microfarad nó xuống nguồn âm. Ở đây trong bài tập này mình sẽ dùng con ba bọc chính để điều khiển hai con led bài đoạn, đó là con bọc C, bọc D và bọc E. Ở bọc C thì mình dùng để điều khiển con led bài đoạn làm hàng đơn hàng trục, còn bọc D thì mình dùng điều khiển con led bài đoạn làm hàng đơn vị. Về bọc E thì mình dùng để nhận tín hiệu từ các nút nhấn. Ở đây các nút nhấn mình sẽ nối lên dùng một con điện trở kéo lên nối với nguồn dương 5V. Ở đây hai con led bài đoạn của mình sẽ dùng là con led bài đoạn anode chung, nên chân chung mình sẽ nối lên nguồn 5V. Ở đây mỗi con led bài đoạn mỗi chân thì mình sẽ gắn với những con điện trở 330 ohm để hẹn dòng cho những con led bên trong led bài đoạn này. Để làm cho những con led bài đoạn này sáng thì mình phải xuất tín hiệu âm ở mức thấp, mình phải xuất tín hiệu thấp thì con thì mới có chênh lệch nhiệt thì có mới có chênh lệch điện áp thì đoạn led bài đoạn này mới sáng tương ứng. Và sau đây mình xin chuyển qua phần vẽ blue đồ cho bài tập này. Ban đầu chúng ta sẽ khai báo thư viện biến, các biến và các chân điều khiển. Và mình sẽ đặt cho biến đếm là giá trị bằng 0,5. Và sau đó chúng ta sẽ xuất ra hai đoạn 7 led, hai con led 7 đoạn hiển thị tương ứng với số 0,5. Và tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra nút nhấn úp có được nhấn hay không. Nếu đúng thì biến đếm sẽ tăng thêm 1. Biến đếm sẽ tăng lên 1. Kiểm tra biến đếm lúc này có lớn hơn 15 hay không. Vì trong bài tập này chúng ta sẽ giới hạn hai con led bài đoạn hiển thị từ số 0,5 tới số 15. Cho nên nếu mà biến đếm lớn hơn 15 thì chúng ta sẽ cho biến đếm bằng giá trị 15. Nếu đúng thì biến đếm và nó sẽ cho ra hai con led bài đoạn sáng theo giá trị tương ứng của biến đếm. Còn nếu sai thì hiển thị số biến đếm ngay ở tại thời điểm hiện tại. Nếu nút nhấn up chưa không được nhấn thì kiểm tra nút nhấn down có được nhấn hay không. Nếu nút nhấn down được nhấn thì biến đếm chúng ta sẽ cho giảm 2 lần, giảm 2 giá trị. Kiểm tra biến đếm lúc này có nhỏ hơn 0,5 hay không. Nếu mà nó nhỏ hơn 0,5 thì chúng ta sẽ cho biến đếm bằng lại giá trị bằng 0,5 và xuất ra hai con led bài đoạn theo giá trị biến đếm tương ứng. Còn nếu sai thì hiển thị giá trị biến đếm ngay từ thời điểm hiện tại. Và nếu nút nhấn down cũng không được nhấn thì chúng ta sẽ kiểm tra nút nhấn start có được nhấn hay không. Nếu nhấn nút start được nhấn thì cho hai led bài đoạn chớp tắt theo giá trị của biến đếm hiện tại. Còn nếu sai thì nó sẽ quay lại kiểm tra giá trị của nút nhấn up cho nó quay lại vòng lặp. Và đây chính là phần vẽ lưu đồ cho bài tập này. Và sau đây mình xin chuyển sang phần viết code cho chương trình led bài đoạn, hai con led bài đoạn điều khiển hai led bài đoạn này. Cũng như thường lệ chúng ta sẽ khai báo thư viện để điều khiển hai con led bài đoạn. Và chúng ta sẽ khai báo các biến sử dụng trong bài tập này. Mình dùng biến đếm y và biến y và biến đếm, khai báo các chân và ở dưới này trong phần void main chính này
chúng ta sẽ set thiết lập cho các bọt C, D, E. Ở đây bọt C mình sẽ cho là các bọt output, còn bọt E thì là một những tín hiệu là input. Bên đầu thì mình cho biến đếm bằng 0,5 giống như trong bên lưu đồ chúng ta nãy vẽ, và cho hàng led bay đoạn này sáng thì giá trị 0,5. Phần chính là đây là kiểm tra nút nhấn up phần có được nhấn hay không. Nếu nhấn thì giá trị nó sẽ bằng 0. Thì chúng ta sẽ dùng hàm delay 200 ms. Hàm này là dùng để giảm sự bị chống dội của nút nhấn, và cho biến đếm cộng thêm 1. Nếu biến đếm lớn hơn 15 thì biến đếm sẽ bằng 15. Kiểm tra nút nhấn down có được nhấn hay không. Nếu được nhấn thì cho hàm delay 200 ms để giảm chống dội luôn. Và biến đếm lúc này chúng ta sẽ là biến đếm hiện tại sẽ trừ đi 2 giá trị. Kiểm tra nếu mà biến đếm nhỏ hơn 5 thì cho biến đếm bằng 5. Ở đây hàm kiểm tra nút nhấn star có được nhấn hay chưa. Nếu đã được nhấn thì chúng ta cũng sẽ cho nó delay 200 ms để chống dội. Trong hàm là for này chúng ta sẽ cho nó chớp nháy theo số lượng, theo giá trị của biến đếm hiện tại. Đây, ban đầu mình sẽ cho nó sáng theo giá trị này, delay 500 ms, và sau đó mình sẽ cho nó tắt và cho nó quay lại vòng lặp go to repeat và quay lại kiểm tra trạng thái của các nút nhấn hiện tại. Và sau đây mình xin chuyển sang phần mô phỏng. Ở đây mình mô phỏng protest. Các sơ đồ chân được nối như vần vẽ mạch nguyên lý. Ở đây mình không dùng nút reset nên mình không vẽ ở đây. Các chân điều khiển, các nút nhấn up, down và star. Và sau đây mình xin tiến hành mô phỏng. Đây, ban đầu giá trị của hai led bay đoạn là giá trị 0,5. Khi mình nhấn up thì sẽ tăng lên một giá trị, up up up. Khi mình nhấn down thì nó sẽ giảm hai giá trị, từ 9 xuống 7, từ 7 xuống 5. Nếu mình nhấn down thêm một lần nữa thì nó sẽ không có hiện tượng gì vì giá trị đếm của mình chỉ nằm trong khoảng từ 0,5 đến số 15. Bây giờ mình sẽ nhấn lên số 15. Đây, nếu mình nhấn số 15 và nhấn thêm một nhấn up nữa thì nó sẽ vẫn là số 15. Còn đây, nút down hạ xuống 2 bậc. Và bây giờ mình sẽ cho nó chớp nháy theo giá trị biến đếm hiện tại. Ở đây, bọt C như chúng ta bàn luận ngay phần về mạch nguyên lý, đó chính là bọt C này sẽ điều khiển con led đơn có giá trị là hàng chục. Còn con này, bọt D sẽ điều khiển con led có giá trị là hàng đơn vị. Bây giờ mình nhấn nút Start, giá trị hiện tại sẽ là 0,9 và nó sẽ nháy 9 lần. Đã hết được với 9 lần. Và đây chính là toàn bộ phần nội dung của bài tập 4. Cảm ơn các bạn và thầy đã lắng nghe.